Lưu Hiền Trinh đến từ quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trên sân khấu tiếng hát truyền hình 2012 đó lại mang những thành tích không hề nhỏ bé chút nào. Tốt nghiệp thủ khoa trung cấp thanh nhạc và thi đạt á khoa đầu vào chuyên ngành thanh nhạc bậc đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện Trinh đang học bậc đại học 1 tại học viện. Mã số 07 với một sáng tác của Hồ Hoài Anh theo phong cách nhạc trẻ được mang tên Trăng và Em. Còn bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời. Chào em. Em chào anh ạ. Anh thấy rằng là anh nhận xét là em rất là thông minh ở trong cái chuyện chọn bài và xử lý bài hát. Và cũng cần có sự tinh tế để mình có thể tìm được cái điểm cảm xúc của khán giả để mình chọn bài. Và thật sự là anh rất là thích cái bài trình diễn của em hôm nay, bởi vì là nó vẫn nữ tính nhưng mà nó vẫn năng lượng, rất nhiều năng lượng. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh ạ. Xin chúc mừng Trinh. Em cảm ơn chị. Chị thấy rằng hôm nay em hát một bài hát rất là hợp với tuổi trẻ, rất là hợp với em.
em đã làm chủ được sân khấu, làm chủ được bài hát và làm chủ được giọng hát của mình. Xin chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Lưu Hiền Trinh. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19,60. Và nhạc sĩ Việt Anh 19,60. Thưa quý vị, nếu yêu thích phần biểu diễn vừa rồi của thí sinh Lưu Hiền Trinh, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 07 gửi về 8483.